Mỗi lần đi chợ, bạn phải vất vả mang vác chiếc giỏ nặng trĩu đầy thực phẩm. Vậy thì hãy làm quen với Gita, một robot đồng hành mua sắm, sẵn sàng mang vác giỏ xách cho bạn và thậm chí có thể làm ghế ngồi cho bạn nghỉ chân khi mỏi mệt. Sản phẩm này đang được đánh giá ở Vương quốc Anh và hy vọng sẽ đặc biệt giúp ích cho những người cao tuổi khi đi mua sắm. Gita được phát triển bởi công ty robot Piaggio Fast Forward. Robot này có thể tự động bám sát người bạn đồng hành của mình, dùng công nghệ nhận dạng thông qua các camera trên màn hình. Nó có thể mang vác gần 20kg hàng hóa trong khoang chứa có khóa nắp. Thật tuyệt vời khi có một công cụ giúp mình mang vác đồ để được rảnh tay, đặc biệt khi phải mang dù, cầm điện thoại và túi xách và nhiều thứ khác, có chỗ đựng đồ an toàn, Carol Hodgson, một đầu bếp về hưu nói. Và tiện lợi khi dùng làm ghế ngồi, khi mệt mỏi hay lúc muốn ngồi nghỉ mệt trong lúc đi mua sắm. Với giá gần 3.000 đô la hay trả góp trên 100 đô la mỗi tháng, robot Gita có thể làm nhẹ gánh mua sắm cho những ai ốm yếu và nhìn chung tạo điều kiện thuận lợi cho người ta đi bộ nhiều hơn.